Sợi Út Nghĩa xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số cây phôi Hạ Châu, La Rí, Sông Cầu, La Nhỏ, Sông Cầu giao lưu đến anh em. Cây đầu tiên là mã E1, một cây La Rí, Sông Cầu, lá 24 giờ, một dòng lá rất là đẹp. Lá này có khả năng cho ta lá bắp sen rất là nhiều. Một cây Mini, cây này mình bao ship không bao chậu nha, chậu mình để cho dễ thôi. Mình giao lưu giá là 220 bao ship. Cây cao tầm 40. Cây tiếp theo là mã A2. Mã A2 mình giao lưu giá là 280 bao ship. Một cây màu đen tàn rinh, dáng đổ rất là hay. Hôm nay nhà kế bên có đám tiệc nên hơi ồn, anh em thông cảm. Những cây bầu rinh này lúc ship đi mình sẽ độn thêm sơ dừa vào cho an toàn, bởi vì bầu hơi bé. Lô tiếp theo là lô E3. Đây là phôi Sông Cầu, phôi lá nhỏ Sông Cầu. Giá giao lưu là 300 bao ship. Mã tiếp theo là E4. Giá giao lưu là 300 bao ship. Dòng lá Sông Cầu là dòng lá đẹp nhất trong dòng Hạ Châu nha. Anh em chơi thì nên chọn những dòng lá này để chơi mini. Lá rất là ok. Mã tiếp theo là E5. Giá giao lưu là 300 bao ship. Hôm nay hơi ồn nên anh em thông cảm. Mã tiếp theo là E6. Giá giao lưu là 350 bao ship. Từ mã E6 cho lên là mỗi lô là 3 cây, giá là 350 bao ship. Tất cả các lô trở về sau là đồng giá 350. Cây mình để cao từ 70 đến 80, anh em về tự cắt. Mã tiếp theo là E7. Cây Sông Cầu to như này thì rất là hiếm. Mã tiếp theo là E8. Chất trồng cây Hạ Châu là 100% là cát. Sau thời gian tính từ lúc nảy mầm thì 3 tháng sau anh em có thể thay chất trồng, chất trộn cho cây. Mã E9, chất trồng tốt nhất của tất cả cây phôi là cát. Tiếp theo là E10.
tưới đậm nước những ngày đầu. Kể từ ngày thứ ba trở đi thì mình nên hạn chế tưới nước cho cây phôi. Mã E11. Lôi cuối cùng là E12. Anh em nào chốt thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình và đây cũng là số Zalo của mình. Mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo.